nhóm 2 vừa có một bài hát rất là trầm buồn nên là nhóm em cũng hát một bài hát rất là vui. Toàn nữa. Nhóm 2 tự sáng tác thì nhóm em sang một bài đạo nhạc. Bắt đầu. Anh chỉ muốn nói thật một câu ấy, câu này nó đúng thời điểm ấy. Là em có thấy anh tắt cười không? Cũng đúng. Đầu tiên thì anh nói luôn là khi mà có kem hát bài này, kem có xin ý kiến của nhạc sĩ chưa? Em biết là Bùi Anh Tuấn hát không bị phạt không? Mà trước kể em thấy là kem hát một cái bài hát rất là láo. Em biết là kem láo ở điểm nào? Cô yêu bố. Cô giỏi không yêu bố anh. Bố là con chim. Bố không phải là con chim. Con vịt. Con vịt. Anh buồn không? Anh buồn. Đang. Chim này cũng kiểu gì. Anh thấy ấy, việc các em mà đạo nhạc rồi xứng đáng ăn một cái thẻ vàng. Còn hát vào theo cái kiểu lộn nhộn lão nhào thế này rồi. Đứa thì gật, đứa thì lắc, đứa thì chả làm gì cả gì. Xứng đáng ăn một thẻ đỏ. Và đây là tiết mục mà tệ nhất trong tất cả các em. Thấy cái reaction, thấy cái reaction của các fan này thì kêu ủng hộ anh nhờ. Các tiết mục tại nhà Khang thì đã xác định là mình không được nhất. Mà không được nhất vì tuyệt nhất thì mẹ em quyết định là được best nhất. Vì vậy mà em có tiết mục nhạc nhạc nhất như này. Cảm ơn vì sự tự nói tự vỗ tay của các em rồi các em đi về.